Bê bối tại Đại học Kinh Bắc, Chủ tịch Hội đồng chưa học hết lớp 7. Trong quan trường Việt Nam hiện nay, việc các quan chức Việt Nam có hàng loạt chức danh, học hàm học vị dài dằng dặc là chuyện thường tình, nhưng chắc chắn có trên 90% các học vị, chiến sĩ, bằng giảm, học hàm phó giáo sư là bỏ tiền ra mùa. Vào ngày 28 tháng 10 năm 2022, phát biểu tại phiên thảo luận kinh tế xã hội sau vụ bê bối bán chức tước tại Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, đại biểu Quốc hội Cà Mau Lê Thanh Vân đã đề nghị nhà nước tổng rà soát các loại bằng tiến sĩ, thạc sĩ, cử học hàm giáo sư, phó giáo sư của cán bộ công viên chức nhà nước để sàng lọc chất lượng nhân sự. Những đề nghị vừa kể trên chắc chắn có liên quan đến việc ông Lê Thanh Vân mới đây bị Bộ Công an cho khởi tố bắt giam không rõ nguyên nhân. Điều đó phải chăng cho thấy vấn đề bằng cấp học vấn là điều nhạy cảm và cấm kỵ của nhà nước Việt Nam? Đáng quan ngại hơn, Bộ Công an cho biết không chỉ riêng Đại học Đông Đô mua bán bằng giả, mà còn có 16 trường đại học của Việt Nam khác cũng có dấu hiệu mua bán các loại văn bằng hay chứng chỉ học vấn giả. Báo Tuổi Trẻ vào ngày 7 tháng 11 đưa tin, trường Đại học Kinh Bắc 160 sinh viên vừa nhận bằng tốt nghiệp bất hợp pháp. Bản tin cho biết trường Đại học Kinh Bắc khẳng định toàn bộ 160 văn bằng tốt nghiệp đại học do ông Phạm Ngọc Túc ký và cấp phát cho học sinh đợt 2 vào năm 2024 là không đúng quy định của pháp luật. Đây là những văn bằng không hợp pháp. Ông Phạm Ngọc Trúc, cựu phó chính thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện là phó hiệu trưởng trường Đại học Kinh Bắc, theo thông báo, đây là việc không đúng quy định, không đúng thủ tục của pháp luật, nhưng ông Trúc vẫn tổ chức lễ trao bằng và cấp bằng cho 160 sinh viên tốt nghiệp. Đáng chú ý, trước đó, theo báo Dân Việt vào ngày 24 tháng 3 đưa tin, lùm xùm chuyện bằng cấp vi phạm pháp luật của một số lãnh đạo trường Đại học Kinh Bắc. Theo đó, Chủ tịch Hội đồng Đại học Kinh Bắc chưa học hết lớp 7. Theo tờ báo Dân Việt, ông Đoàn Xuân Tiếp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh Bắc đã bị khai trừ đảng vì vi phạm quy định về sử dụng bằng đại học không hợp pháp, không trung thực về trình độ giáo dục phổ thông. Tương tự, bà Nguyễn Viết Hồng, Phó Chủ tịch Hội đồng trường này cũng vướng nghi vấn dùng bằng đại học giả. Trước đó, một nữ hiệu phó của nhà trường cũng bị bắt về tội giả mạo trong công tác, cấp bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ Anh hệ văn bằng 2 chính quy, không đúng quy định để mà thu lợi bất chính. Vẫn theo báo Dân Việt, dù không tham gia học tập nhưng ông Đoàn Văn Xuân vẫn tiếp tục có bằng tốt nghiệp trường đại học mỏ địa chất khóa 2005-2010, chuyên ngành quản trị kinh doanh mỏ hệ đào tạo vừa học vừa làm. Tuy nhiên, văn bằng xác minh của trường đại học mỏ địa chất nêu trên, ông Đoàn Xuân Tiếp không học tại nhà trường và không có tên trong sổ gốc bằng tốt nghiệp đại học của nhà trường. Đáng chú ý, qua quá trình xác minh, ông Đoàn Xuân Tiếp mới chỉ học hết lớp 6, sang đầu năm lớp 7 thì nghỉ học. Vì vậy, ông Tiếp không có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở. Sau đó, ông Đoàn Xuân Tiếp đi bộ đội. Được biết hiện nay, ông Tiếp báo cáo đã đi học thạc sĩ tại Philippines và học tiếp lên tiến sĩ theo hệ học từ xa. Thực tế, có rất nhiều người thiếu năng lực nhưng sử dụng bằng cấp giả để mà chạy trọt vào hệ thống công quyền. Từ đó, tiếp tục leo cao, luồn sâu trong bộ máy của nhà nước là điều có thật và rất phổ biến. Công luận đặt ra câu hỏi, liệu còn có ai có cơ hội, có con em của những người lao động, học thật, có thực tài hay không? Và ai phải chịu trách nhiệm về vấn nạn bằng cấp giả như hiện nay? Thủ tướng Phạm Minh Chính, bất kể tính mạng hành khách, vẫn ủng hộ dùng máy bay do Trung Quốc sản xuất. Truyền thông nhà nước Việt Nam đưa tin, tập đoàn máy bay thương mại Trung Quốc Comac đang hợp tác với hãng hàng không tư nhân Vietjet để đưa máy bay của tập đoàn này hoạt động ở thị trường hàng không Việt Nam. Phó Tổng giám đốc tập đoàn Comac Ngụy Ứng Bưu tại cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm 6 tháng 12 tại Vân Nam, Trung Quốc nói rằng Việt Nam là một thị trường rất tiềm năng với loại máy bay này. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng việc Comac hợp tác với Vietjet là sự lựa chọn đúng đắn. Đồng thời, ông Chính cũng bày tỏ tin tưởng Comac sẽ có những bước tiến vượt bậc trong vòng 5 đến 10 năm tới đây. Theo tờ báo Tuổi Trẻ, máy bay Comac đã thực hiện các chuyến bay thử nghiệm giữa thành phố Hồ Chí Minh và Côn Đảo. Dự kiến loại máy bay chở khách của Comac cũng sẽ chính thức khai thác ở Việt Nam vào cuối năm 2024. Trước đây, vào tháng 6 năm 2024, lãnh đạo hãng hàng không quốc gia Việt Nam Airlines cũng cho biết họ sẽ xem xét khả năng khai thác máy bay Comac C919 của Trung Quốc trong tương lai. Theo giới quan sát, trong những năm gần đây, Trung Quốc đang tích cực tiếp thị máy bay chở khách Comac C919 của họ ra thị trường quốc tế với hy vọng sẽ cạnh tranh với hãng khổng lồ như Boeing và Airbus. Tuy nhiên, Trung Quốc đang còn phải trải qua các bước để được chứng nhận quốc tế, điều đó khiến cho các hãng hàng không trên thế giới tỏ ra hết sức thận trọng. Ngày 28 tháng 6, truyền thông nhà nước Việt Nam đưa tin,
do thiếu hụt máy bay trầm trọng, Vietnam Airlines đã để mắt tới dòng máy bay Comac C919 của Trung Quốc. Vào thời điểm đó, thông tin Vietnam Airlines sẽ sử dụng máy bay chở khách cho Trung Quốc sản xuất đã khiến mạng xã hội của người Việt Nam nổi sóng. Đa số các ý kiến bày tỏ sự lo ngại và cho rằng đó là một chủ trương hết sức sai lầm bởi lý do có liên quan đến tài sản, tính mạng của hành khách. Nhiều ý kiến lo ngại hàng hóa của Trung Quốc sản xuất phần lớn là không đảm bảo chất lượng. Máy bay chở khách cho Trung Quốc mà trục trặc thì hành khách chắc chắn sẽ bỏ mạng. Thêm vào đó, theo tờ báo tin tức của ngày 12 tháng 2 năm 2023 dẫn từ Asia Times cho biết, máy bay nội địa đầu tiên Comac 919 của Trung Quốc gặp sự cố động cơ khi bay thử nghiệm trước khi đi vào hoạt động thương mại, dự kiến vào cuối tháng 2 năm 2023. Theo đó, trong chuyến bay thử nghiệm của hãng hàng không China, máy bay Comac 919 đã cất cánh ở sân bay quốc tế Hồng Kông, Hồng Kiều ở Thượng Hải và dự định hạ cánh xuống sân bay quốc tế Bắc Kinh vào khoảng giữa trưa cùng ngày. Do một trong các động cơ của máy bay C919 thử nghiệm, trong khi hạ cánh không mở được hộp đảo ngược lực đẩy, vốn được thiết kế để làm chậm máy bay, khiến hành trình của chuyến bay thử nghiệm bị hủy bỏ và máy bay phải quay trở lại Thượng Hải. Kết luận điều tra ban đầu của giới chức an toàn hàng không Trung Quốc cho rằng sự cố là do có một số vấn đề về các bộ phận sản xuất có nguồn gốc từ nước ngoài. Được biết, máy bay Comac 919 được quảng cáo do Trung Quốc chế tạo, lắp ráp với giá thành thấp hơn để có thể cạnh tranh với các loại máy bay như Boeing và Airbus. Trên thực tế, Trung Quốc chỉ chủ yếu phát triển lớp vỏ của máy bay, còn các chi tiết quan trọng như động cơ phản lực, hệ thống điện tử vẫn là của phương Tây sản xuất và chế tạo. Sau sự cố vừa kể trên, hãng hàng không China, lớn thứ hai của Trung Quốc, buộc phải lập tức loại bỏ lại máy bay này và thay thế bằng máy bay Airbus A320 của Pháp. Công luận thấy rằng Trung Quốc là ông trùm trong vấn đề đưa hối lộ cho các quan chức của Việt Nam trong các hợp đồng kinh tế và không hiểu lý do gì mà Thủ tướng Phạm Minh Chính của Việt Nam, bất kể sự an toàn của hành khách một lần nữa, lại cố ý làm lợi cho Bắc Kinh. Việt Nam cần chuẩn bị gì để đại bàng SpaceX chuyển từ Đài Loan sang Lót Ổ? Ngay sau khi cựu Tổng thống Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào ngày 5 tháng 11, trên 400 mã cổ phiếu trên các thị trường chứng khoán ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt tăng giá. Trong đó, theo tờ Reuters cũng đưa tin, Việt Nam sẽ nằm trong số điểm đến khi hãng công nghệ SpaceX của tỷ phú Musk mới đây đã yêu cầu các nhà cung cấp Đài Loan chuyển hoạt động sản xuất một số bộ phận trong chuỗi cung ứng ra khỏi nước này. Tập đoàn công nghệ khai phá không gian SpaceX là một công ty tư nhân của tỷ phú Mỹ, chuyên sản xuất tên lửa đẩy và tàu vũ trụ hàng đầu của thế giới. Câu hỏi được đặt ra là vì sao các hãng công nghệ lớn của Mỹ từ trước đến nay không chấp nhận đầu tư vào Việt Nam? Theo đó, phía Việt Nam cần phải xem xét một cách nghiêm túc để nhanh chóng đáp ứng nhu cầu lót ổ đại bàng SpaceX của tỷ phú Musk. Mới đây, theo công bố, hãng công nghệ Microsoft sẽ đầu tư vào dịch vụ đám mây trị giá 1,7 tỷ đô la tại Indonesia, trong lúc Amazon tiết lộ kế hoạch đầu tư tới 9 tỷ đô la tại Singapore, 5 tỷ đô la vào Thái Lan và 6,2 tỷ đô la vào Malaysia. Vào ngày 1 tháng 10 vừa qua, gã khổng lồ Google cũng đã công bố đầu tư tổng cộng 3 tỷ đô la vào Malaysia và Thái Lan để xây dựng trung tâm dữ liệu. Đáng chú ý, quyết định vừa kể trên được đưa ra sau khi có thông tin khẳng định Google cân nhắc đầu tư vào Việt Nam trong tháng 8 năm 2024, nhưng cuối cùng Google lại lựa chọn Malaysia và Thái Lan. Điều này đã khiến cho Việt Nam lỡ một cơ hội thu hút đầu tư lớn. Theo giới chuyên gia về đầu tư quốc tế, Việt Nam đã gặp bất lợi khi cạnh tranh với các nước trong khu vực bởi hạn chế về thủ tục đầu tư, cơ sở hạ tầng cũng như thể chế chính trị, không khuyến khích các nhà đầu tư ngoại quốc. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng mới đây cũng đã chia sẻ với báo chí rằng ông đã chứng kiến không ít nhà đầu tư nước ngoài ban đầu rất háo hức đến Việt Nam, nhưng họ lại rời đi đầu tư ở nước khác. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, ở Dubai người ta xây dựng một thành phố với 500 tòa nhà chỉ mất có 5 năm. Trong khi đó Việt Nam với dừng quy định như trên, hiện nay có lẽ phải mất tới 1.500 năm mới có thể hoàn thành. Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, trung bình để một doanh nghiệp hoàn thành thủ tục hành chính tại Việt Nam là mất 384 giờ trong một năm, cao gấp 3 lần so với Singapore và gấp 2 lần so với Malaysia. Đáng chú ý có tới 58% doanh nghiệp FDI cho rằng thủ tục hành chính phức tạp là rào cản lớn nhất khi đầu tư vào Việt Nam. Đa số các nhà đầu tư ngoại quốc thường xuyên phàn nàn về những vấn đề trở ngại mà họ thường xuyên phải đối mặt như cơ chế, xin cho, luật pháp mâu thuẫn lẫn nhau, thậm chí có ý kiến cho rằng một chiếc bánh sô-cô-la có đến 13 giấy phép thì quản không được thì lại cấm. Câu chuyện vào tháng 4 năm 2024, khi giám đốc điều hành Tim Cook đến thăm Việt Nam với nhiều hứa hẹn
tốt đẹp. Nhưng ngay sau khi ThinkCorp rời Việt Nam, tập đoàn Apple đã đầu tư vào nhà máy của họ tại Indonesia là một ví dụ rõ nhất. Chỉ riêng khoản đầu tư 2 tỷ đô la của Google vào Malaysia đã tạo ra 26.500 việc làm, đồng thời đóng góp hơn 3 tỷ đô la vào GDP của Malaysia từ năm 2030. Tương tự, việc đầu tư 1 tỷ đô la vào Thái Lan cũng sẽ tạo ra trung bình khoảng 14.000 việc làm mỗi năm từ nay đến năm 2029. Ở một quốc gia vừa kể trên, hệ thống tam quyền phân lập có đảng đối lập và tiếng nói của người dân được coi trọng là những yếu tố cần thiết để đảm bảo cho việc giám sát và điều chỉnh quyền lực nhằm đảm bảo tính công khai và minh bạch. Đây chính là điều mà nhà đầu tư ngoại quốc rất mong muốn. Quý vị các bạn đã theo dõi bản tin Việt Nam cần chuẩn bị gì để đẩy bảng SpaceX chuyển từ Đài Loan sang Lot Ổ. Quý vị các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de